những hình ảnh tuyệt đẹp trong lễ cưới lộng lẫy của Miyu. Đám cưới Miyu và ông xã Minh Đạt được tổ chức lộng lẫy tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 29 tháng 6. Sau nhiều ngày chờ đợi, đám cưới của Miyu và ông xã doanh nhân Minh Đạt đã diễn ra vào chiều tối ngày 29 tháng 6. Xuất hiện trước giờ hôn lễ, Miyu lộng lẫy như công chúa giữa không gian như cổ tích. Trong khi đó, chú rể Minh Đạt được khen ngợi điển trai, bảnh bao. Cặp đôi không ngừng trao nhau cái nắm tay, ánh mắt tình tứ. Mở đầu lễ cưới, Miyu và chồng công bố clip được ghi lại trong buổi tiệc cầu hôn được tổ chức riêng tư tại Đà Lạt cách đây không lâu. Trong đó, chú rể Minh Đạt tiết lộ lần đầu gặp Miyu trên du thuyền và ngay từ khoảnh khắc đó, anh đã tin cô là mảnh ghép còn lại của mình. Không thể tin được cuối cùng tôi cũng đã tìm được người vợ của mình, anh nói. Minh Đạt còn khẳng định sẽ bù đắp lại những vết thương mà Miyu đang phải chịu. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng và để Miyu là nóc nhà. Trước tâm sự của ông xã, Miyu xúc động nói, anh là bờ vai vững chắc, luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở cho em. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, em cảm thấy bản thân được nhỏ bé, được là con gái thực sự như vậy. Em cảm động vì đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Cảm ơn anh. Miyu và chồng tâm sự, họ trân quý nhất là tình cảm gia đình, sự yêu thương của những người thân hai bên. Miyu và ông xã hứa tôn trọng và sống chân thành bên nhau. Không gian buổi lễ trọng đại của Miyu và thiếu gia Minh Đạt mang chủ đề tuyết mùa hè, lấy gam màu trắng, xanh làm chủ đạo. Theo chia sẻ của cô dâu, sảnh tiệc cưới được đội thợ thi công trang trí trong 4 ngày. Phía Miyu hé lộ lễ cưới trang trí 15.000 bông tuyết pha lê, được thực hiện thủ công trong 200 giờ. Ở sảnh bàn tiệc, sảnh đón khách bài trí hàng ngàn bông hoa tươi, tạo không gian lãng mạn. Buổi tiệc cũng được thiết kế tường hoa lộng lẫy, bố trí nhiều chùm đèn pha lê lung linh, nổi bật. Đám cưới của Miyu dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám ở trong giới showbiz. Được biết nữ diễn viên yêu cầu khách mời diện trang phục trắng, đen, không đưa theo trẻ em, phải xác nhận tham dự hoặc không trước qua mã QR, khi đến dự phải mang theo thiệp mới được vào trong. Ít giờ trước hôn lễ, Miyu cũng chia sẻ bộ ảnh cưới cuối cùng. Người đẹp tâm sự, bộ hình cuối cùng trước thời khắc quan trọng, lấy cảm hứng từ mùa đông và chiếc váy cưới mang tên hoa tuyết trắng. Trước đó, Miyu và Minh Đạt đã tổ chức tiệc cưới thân mật tại Đà Lạt và lễ ăn hỏi vào ngày 23 tháng 6. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên phim Thiên Mệnh Anh Hùng cho biết cô đã phải sắp xếp công việc từ tháng 5 để dành trọn vẹn tháng 6 chuẩn bị cho đám cưới của mình. Người đẹp tiết lộ, chú rể Minh Đạt cũng đồng hành với cô trong công tác chuẩn bị cho đám cưới. Ông xã của Miyu tên Minh Đạt, kém cô 1 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Anh hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty của gia đình, đồng thời làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ cảm nhận về bạn đời, Miyu cho biết cô thấy rất thân quen, có sự kết nối đặc biệt giữa hai người từ những lần gặp đầu tiên. Trong mắt nữ giảng viên thời trang, Minh Đạt là người suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm. Bản thân Miyu cũng nỗ lực trong mọi việc nên cảm thấy hòa hợp và an toàn. Miyu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Năm 2007, cô giành quán quân cuộc thi tuổi teen, sau đó trở thành người mẫu ảnh. Năm 2009, Miyu bén duyên với điện ảnh qua phim Thiên Thần Áo Trắng. Năm 2012, cô gây chú ý khi tham gia phim Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các phim như 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, nhân duyên, người yêu tiền kiếp. Phim gần nhất có sự tham gia của Miyu là Kita 25, ra rạp tháng 3 năm 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.